Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Sutika đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay Lộc sẽ cùng các bạn câu cá và bắt mèo. Nhưng mà trước tiên ấy, cần phải tìm chỉ để làm cây cần câu các bạn ơi. Và mình sẽ đi mai để trở lại cái khu mỏ bảo quan ấy. Và tìm chỉ ở dưới, tại vì ở dưới có rất là nhiều cái tơ nhện luôn á các bạn. Ok, bây giờ thì đi thôi. Ok cảm ơn, mình đã trở lại cái khu mỏ bảo quan rồi này. Đó, ở phía trên có rất là nhiều chỉ luôn. Mình sẽ lấy số chỉ đó về để làm cái cần câu nha các bạn. Đấy. Ui. Ở trên đó là một cái spawner ấy. Phải cẩn thận với con nhện hang nha các bạn. Vì nó đánh nó sẽ gây cái hiệu ứng độc ấy, rất là khó chịu luôn. Rồi. Ui da. Đó, cái spawner ở phía trong kìa. Mình sẽ đi vô rồi phá cái spawner luôn nha. Rồi, ok, mình đã phá xong rồi này. Giờ mình sẽ lấy thêm ít chỉ. Ui. Ui đó 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 đó. Ui da. Ui nó đánh rất là đau luôn nha các bạn. Ăn vô đã. Rồi lấy thêm ít chỉ đi. Ok cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phần còn lại của khu mỏ nha. Tại vì hôm bữa ấy, mình cùng các bạn chỉ mới khám phá được phần nửa thôi, chưa hết cái khu mỏ nữa. Đấy, cho nên tập hôm nay sẵn tiện khám phá luôn nha các bạn. Ui Reaper kìa. Búp. Yeah. Ui mình hết đốt rồi, làm thêm thôi. Đó. Mình mở ra công thức cái khung cửa này. Wow. Để mình xem coi ở đây còn gì không nhá. Anh đó có cái spawner nữa kìa, mà thôi kệ đi các bạn. Đấy, đi qua đây coi. Khu mỏ này vẫn rất là bự luôn á các bạn. Tắt nước đi. Rồi. Ở đây một cái ravine các bạn ơi. Wow. Để qua đây coi. Có sắt, có sắt. Gặp sắt là đạo thôi. Vào qua đây. Cái này nó rẽ hai hướng nha. Mình đi theo một hướng cố định thôi các bạn ơi, để mình không bị sót ấy. Ở đây đường cùng rồi này. Còn đường hay sao ấy. Đúng rồi, còn đường. Đường chứ ta. Đi hồi thôi đều bị lạc luôn á các bạn. Mình sẽ lấy nấm về để trang trí này. Đó. Wow. Nó đi tuốt dưới này luôn này. Đây là tầng mấy rồi? Này tầng 21 luôn rồi các bạn. Kệ mình. Sáng tiện đào thêm một ít khoáng sản luôn nha các bạn. Nếu biết đâu mình lại tìm được kim cương thì sao đúng không? Ok, bây giờ trở lại thôi. Wow, tính ra khu mỏ này rất là bự luôn ấy các bạn ơi. Mình đi từ tập trước tới tập hôm nay mà vẫn chưa xong nữa. Rồi, đào sắt ra. Đấy. Đi qua hướng này đi. Ở phía trên vẫn còn nữa kìa. Phiên bản 1.13 và 1.14 ấy, tỷ lệ ra khu mỏ hình như rất là cao luôn các bạn. Mình thấy điên xíu là gặp khu mỏ à. Rồi ăn vô đã, đói chả hết nổi. Rồi, đây có sắt này. Lấy liền. Đi mai để đào sắt ấy thì các bạn nên vào hang hoặc là khu mỏ nha, tại vì ở đây thì nó rất là nhiều sắt luôn. Đấy, không cần phải đào kiểu ven hay trip mining đâu các bạn à. Rồi. Ở đây hết rồi. Qua đây thôi. Ở đây đi xuống này. Mình có linh cảm ở dưới sẽ có kim cương ấy các bạn. Để mình xem coi. Ui. Nguy hiểm đấy. Ở dưới là hang cùng rồi. Đến đâu còn thêm một cái hang ở dưới mình nghĩ là sẽ có ấy, tại vì nó tầm tầng mười mấy đó các bạn. Ở đây có sắt này. Sẵn tiện đi lên trên coi để coi ở phía trên có gì nhá. Ở đây là bên kia có đường nữa kìa. Đào sắt chỗ này ra đã. Ui da. té. Rồi đi lên lại. Khu mỏ này khó nha. Kiểu như nó cứ dẫn mình như cái bê cung luôn á các bạn. Ở trên còn có hang nữa mà thôi kệ đi, giờ đi xuống. Wow. Giờ đi hướng nào ta? Mình đi một hồi mình thấy đều muốn lạc luôn á các bạn. Đi hướng này đi. Đường này đường cùng rồi. Bên đây cũng đi rồi này. Gì là quanh đây? Đúng không ta? Đi một hồi mình sợ bị lạc quá. Đúng rồi này. Như bị lạc rồi các bạn ơi. Hướng nào chứ vậy ta? Đi hướng này coi. Ở phía trên mình là cái hồ lava nè. Mình thấy lava nó nhiễu nhiễu xuống nè các bạn.
Ghê quá, ghê quá. Mình mà đào này là lava nó chảy xuống ngay này. Đó, để mình đào ra thử cho. Đó, thấy chưa? Hèn gì mình thấy cái gì nó cứ vàng vàng nhảy xuống á các bạn. Mày đấy. Rồi, giờ mình sẽ qua đây coi. À, đừng cung ơi. Ở phía trên kìa. Có nên lên phía trên không ta? Mở dưới vẫn chưa hết nữa các bạn, cho nên mình sẽ đi xuống dưới trước nha. Có vàng. Đào bừa mà cũng ra vàng nữa các bạn ơi. Wow. À đây có cái spawner này. Phá ngay, phá ngay, phá ngay. Ui ui. Quýnh hả mày? Quýnh hả mày? Đấy, gặp nhện là phải dùng khiên nha các bạn, để không tao nó đánh có hiệu ứng độc ấy. Mình thì không có đem sữa theo cho nên phải cẩn thận á. Rồi, cầm nước lên. Wow. Đập ra, đập ra, đập ra. Đấy, mình đập cái spawner cũng được, ít kinh nghiệm á các bạn. Ok, có cái rương kìa. Đào vàng, đào vàng. Wow, ở đây khá là nhiều vàng luôn này. Rồi cầm đúc lên. Kim cương. Rồi lấy về thôi. Hồi mấy cái đường ray thì mình bỏ lại các bạn, tại vì đường ray mình không cần đâu. Có kết quả trong ngày hôm nay rồi, được 2 viên kim cương free. Đấy. Đó cũng là một lý do mà mình rất thích đi khám phá mấy khu mỏ luôn các bạn ơi, tại vì mình vừa có thể đào được nhiều khoáng sản này, vừa có khả năng đào lấy được kim cương ấy. Đấy mà không cần phải đi đào bới chi cho mệt đó các bạn. Rồi. Vào đây coi. Núp hả mày? Ui da. Núp này. Ui, ai da, nó đánh đau quá các bạn ơi. Rồi hết rồi. Rồi cắm nút lên. Đó. Qua đây lại. Hình như bên đây mình chưa đi này, đó, qua đây. Ở đây tẻ ra 2 hướng. Để mình xem bên đây có gì không nha. Đây cái hầm mới nữa này. Cái quần thể khu mỏ này hơi bị bự luôn á các bạn ơi. Lấy sắt, lấy sắt. Cầm đút lên này. Đó, bên đây là một cái dòng nước này, mình nghe tiếng nước chảy này. Đó. Sắt này. Ở dưới đây còn khá là bự luôn các bạn, mình chưa khám phá hết được đâu. Đấy, cho nên tập này mình sẽ cố gắng khám phá hết cái chỗ này mới được. Đấy, mình nghĩ ở đây vẫn còn nhiều cái xe mỏ trước kim cương ấy. Rồi, lên coi. Nước xiết quá các ơi, hơi khó di chuyển tí ấy. Ở dưới phía trên vẫn còn kìa. Tắt nước nè. Wow. Than quá trời nhưng mà mình chưa cần đâu. Mình nghĩ sắp cần rồi đó các bạn. Tại vì trong người mình hết đuốc rồi, cho nên phải đào một ít để làm đuốc ấy. Rồi, giờ đã ra một ít đi. Đấy. Đầu ra, đầu ra, đầu ra. Bây giờ mình có cái cúp hiệu suất 4 rồi, cho nên đào mấy cái thang này cũng khá là nhanh đấy các bạn ơi. Rồi, bây giờ sẽ đi lên cái ravine này này. Một tí rồi mình sẽ quay... la biết kìa. Vậy một tí mình sẽ quay trở lại chỗ bên kia nha, tại vì bên kia mình chưa khám phá xong nữa. Đó, có sắt này. Rồi, được rồi. Có la biết nữa kìa. Có nên lấy không ta? Ok, lên lấy luôn các bạn ơi, tại vì la biết cũng khá là hiếm ấy. Bên đây cũng có sắt nữa nè. Bắt lóc qua. Ây da. Ở dưới hết rồi. Giờ đi lên trên lấy lapis rồi quay lại khu mỏ thôi. Cái này nó sâu tới tầng bedrock luôn này các bạn ơi. Wow, tầng 4 luôn rồi. Khu mỏ này nó sâu thật ấy. Nãy giờ mình đi xuống tầng 4 rồi các bạn. Rồi, qua đây coi. Hình như đường cùng rồi. Rồi đi lên lại. Nó sâu tới tầng 4 luôn. Và bên đây có lava này. Lấy sắt cái đó. Đấy, các bạn đi dưới khu mỏ này nhớ để trên đầu nha. Nhiều khi sắt nó spawn nó trên đầu đó các bạn. Đấy, nếu không thôi bỏ lỡ thì uổng lắm. Rồi qua đây. Có sắt này. Lấy sắt trước cái đã. Rồi. Ở phía trên. Chỗ bên kia mình đi rồi kìa. Để lên thử phía trên coi có gì không nhá. Phía trên mình cũng đi rồi này, mình có cắm đuốc ở bên kia đó các bạn. Sắt vàng 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 vàng. Nãy giờ mình đào được mới mười mấy quặng vàng thôi các bạn. Vàng cũng không được nhiều cho lắm ấy. Qua bên đây coi. Nãy mình đi về hướng nào mà chưa cắm đuốc thôi các bạn. Ở đây nó bị bể sao này. Lên trên coi. Ở đây nhiều chỗ tối thế.
Ồ, đi qua đây coi. Ui, vàng 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 vàng. Đấy, mình đi một xíu là mình gặp mấy quặng già hả các bạn. Đấy. Rồi, qua đây. Quá trời sắt luôn này. Đào ra. Ui, đào để qua hướng bên đây. Kiểu như cái mê cung luôn các bạn. Ồ, bên đây hết rồi. Qua đây coi. À, cái này là chỗ nãy mình đập spawner này. Trở lại, trở lại. Rồi. Ok các bạn. Vô tình mình gặp được kim cương nữa này. Ok, bây giờ chúng ta cùng đào số kim cương này ra thôi. Đấy, không biết được bao nhiêu quặng đây. Đó. Đây là tọa độ nha. Đấy, cho bạn nào cần. Rồi, một viên. 2 3 4 5. Wow, 6 viên. Vậy là ngày hôm nay mình tìm được 8 viên kim cương rồi đó các bạn. Khá là may mắn luôn. Rồi giờ mình sẽ lấy mấy thẻ tên cũng như là đuốc này. Thang. Mấy hạt giống thì mình không cần đó các bạn, tại vì mình có nhà hết rồi. Rồi, cầm đuốc lên này. Ở đây còn sắt nữa. Wow, lấy luôn, lấy luôn. Đó, đó. Các bạn thấy chưa? Hãy cứ muốn tìm khoáng sản nhiều ấy, cứ vào khu mỏ nha, tại vì phiên bản mới này nó rất là dễ ra khu mỏ luôn các bạn ơi. Cho nên các bạn cứ vào khu mỏ mà đào mấy khoáng sản này. Hãy biết đâu lại tìm được kim cương giống như mình thì sao, đúng không? Rồi ok. Đó. Ở đây có lapis nữa. Sắt luôn. Wow. Ở dưới là lava các bạn, mà các bạn có nghe tiếng lava chưa? Đó. Ở đây có cái xe mỏ này. chân lạnh. Wow, cuốn sách chân lạnh này các bạn. Ép vô cái đôi giày để đi trên nước hay sao ấy. Ok, lấy luôn. Yeah. Mà quên nữa, đào vàng cái đó. Xem em quên mấy quặng vàng rồi. Đấy. Tìm được một cuốn sách enchant mới các bạn ơi. Đó. Khi nào mình có cái bộ giáp kim cương ấy, mình sẽ ép vô đôi giày để mình đi trên biển luôn các bạn. Thật là tuyệt luôn. Yeah. Lấy sắt này. Đấy. Tính ra ở khu mỏ có đầy đủ những thứ mà mình cần nữa các bạn. Nào là khoáng sản này, nào là kim cương này. Đó. Nào là mấy cái hạt giống mà hôm trước mình tìm được ấy. Cũng là mấy cái ra cuốn sách enchant nữa. Ở đây cuốn nữa này. Xin vào da thịt. Wow. Sắt này. Đó, đi một xí là gặp mấy cái xe mỏ thôi các bạn. Yeah. Chỗ này mình đi gọi này. Nhưng mà hôm bữa mình không gặp cái chỗ này ta. Chắc hôm đó hôm bữa mình đi mình không để ý các bạn. Đấy, may mà hôm nay đi lại đấy mới gặp được kim cương cũng như là mấy cuốn sách enchant này. Rồi. Vàng vàng vàng. Để mình xem này tầng mấy nha. Đây tầng 11 này. Để mình thử đào xung quanh coi có kim cương không nha các bạn. Đấy, biết đâu mình lại tìm được kim cương xung quanh đây thì sao, đúng không? Tại đây là tầng 11 này. Đào ra. Bự hết luôn. Sao mình đào ra sỏi không nhờ. Oh my god. Đào ra. Đào ra nhiều cái đá lửa ghê luôn các bạn. Mình sẽ vứt bớt đi. Đấy, đá lửa mình không cần đâu. Giờ mình sẽ đi lên tiếp. Mình được cuốn sách đánh mặt lùi này. Wow, đi nãy giờ mới gặp được cái gương tiếp theo các bạn. Rồi. Rồi, hết rồi. Quay lại cái ravine thôi. Nãy giờ mình đi loanh quanh cái ravine để tìm thêm ít sắt các bạn. Đấy, tính ra cái khu mỏ này mà spawn ngay cái ravine cũng khá thích hợp này, tại vì mình đào hết cái khoáng sản trong cái khu mỏ ấy, rồi mình xuống ravine mình đào tiếp. Đấy, ở dưới đây cũng còn khá là nhiều sắt nữa này. Đó, giờ mình sẽ đào hết chỗ này ra nhá. Để mình coi coi đào hết chỗ này được bao nhiêu sắt coi. Mình đoán là tầm 3 sắt ấy. 1, 2, 3, 4. Ui, 4 sắt rồi các bạn ơi. Mình sẽ vứt cái gì đây? Vứt cái gì đây? Vứt cái xe mặt đường ray đi. Ở đây có vàng nữa này. Đấy, cầm đúc lên. Yeah. Rồi đào ra thôi. Đấy, mình nghĩ đào hết chỗ khách sạn này chắc mình quay về thôi các bạn ơi, tại vì nãy giờ đi cũng khá lâu rồi. Đấy. Ở đây hết rồi.
Ok, chắc bây giờ thì tìm đường về thôi. Cám ơi, ở bên ngoài đang trời mưa này. Wow, bây giờ mình sẽ cắt đồ xong rồi mình chế tạo một cây cần câu rồi câu cá nha các bạn. Thì theo như mình biết ấy, thì câu cá dưới trời mưa nó sẽ nhanh hơn ấy, với lại câu được nhiều đồ ngon hơn. Ok, bây giờ mình sẽ cắt đồ cái đây. Ok, cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo một cây cần câu nha. Đấy, nguyên liệu là cần hai sợi chỉ và ba cái que nha. Đó. Rồi, có cây cần câu rồi. Có nên enchant không nhờ? Tại vì mình đang 30 level nữa các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ quăng bển enchant nha. Chầm hóng ba các ơi. Vậy có dòng này thì mình sẽ câu được nhiều hơn này, câu được lâu hơn các bạn. Rồi, boom. Chầm hóng ba mà không còn gì dòng gì khác luôn các bạn. Cái nỏ enchant được à? Wow, chầm hỏng này. Khi nào mà đủ kinh nghiệm ấy mình sẽ enchant cái nỏ thử coi được cái dòng gì nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi câu cá thôi. Mình sẽ ra đây câu này. Nỏ câu giữa trời mưa luôn. Về câu để tìm cá rồi mình qua làng mình bắt thêm mấy con mèo về nuôi nha các bạn. Cá 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 cá. Úp. Yeah, được con cá đầu tiên và được mở được cái thành tựu công việc đầy mùi cá nè các bạn. Rồi câu tiếp. Cá 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 kìa. Úp. Yeah, được hai con rồi. Mình câu tầm mười mấy con đi các bạn à, tại vì mình nghe nói là con mèo khó thuần phục hơn con chó rất là nhiều luôn. Đấy, thành ra mình phải câu nhiều nhiều, biết đâu mình thuần phục 5-6 con mà không được thì sao. Đấy, cho nên phải cần rất là nhiều cá. Đấy, mình được hai loại cá này, cá tuyết chứ cá hồi các bạn. Yeah. Mình mới câu trúng cá nóc này. Wow, không biết mình có thả cá nóc xuống được không nhờ. Không biết thả cái nóc xuống được không ta? Chưa, để mình đặt xuống thử coi. À, cái nóc ăn được nè. Ui, ai da, ai da. Ao, 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 ao. No, 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 no. Ui, ui, mình bấm nhầm. Rồi, 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 xong rồi, xong rồi, xong rồi. No, 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 no. Ui da, ao, 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 ao. Uống thuốc. Ui, ui da, ai da. Mình quên mình đè con chuột nhầm các bạn ơi. Ui, uống sữa không được luôn. Uống sữa không được luôn này. Con chuột sữa mình uống nãy giờ chưa hết nè. Ui, không chuột sữa các bạn. Nè. Nãy bấm nhầm tự nhiên ăn luôn rồi. Còn 10 giây nữa. Wow, xém chết. Lớn nhầm các bạn. Dạ. Rồi, ok, hết rồi. Mình chỉ lỡ nhầm thôi mà nó ghê thiệt các bạn ơi, công nhận. Ui, trời. Muốn gặp cá nóc là không không được cầm mà ăn nha các bạn. Nãy không thôi giống mình hồi nãy là khổ thân đấy. Chỉ lỡ nhầm thôi mà nó giật máu kinh thật. Rồi, ok, giờ câu cá tiếp thôi. Nãy mình lỡ ăn hết hai con cá gì ta, cá tuyết luôn rồi. Trời hết mưa kìa. Ok, câu cá tiếp. Vậy mình được cái cần câu sửa chữa luôn này. Và cái từ bây giờ ấy, mình sẽ câu cá mà không sợ hư cái cần câu các bạn à, tại vì mình câu khi mà được kinh nghiệm ấy nó sẽ tự sửa cái cần câu lại. Về đó búp. Rồi mình câu tầm mười mấy con đi, tại vì mà mình nghĩ 6 con hoặc 5 con thì không đủ để thuần phục hai con mèo đâu các bạn à. Ok, giờ mình sẽ gắn câu thật là nhiều cá rồi quăng bển chúng ta cùng thuần phục mấy con mèo nhá. Ui, mình trúng con cá nóc nữa này. Ui, thôi, bỏ quăng bển đi các bạn à, cầm trên tay một hồi còn sơ ý cầm ăn nữa thì mất máu nữa đấy. Ôi dạ. Mình được cái móc dây bẫy luôn này. Rồi, mới đây cây cần câu mình nó tự sửa gần xong nè các bạn. Đấy, cái dòng công dụng của dòng sửa chữa là vậy đấy. À, rồi ok, giờ mình sẽ câu thêm vài con nữa đi. Mình được một cái yên cửa này. Bây giờ mình sẽ không dùng cách câu cá nữa các bạn ơi, mình sẽ dùng cái pháo hoa để
bắn mấy con cá ấy. Tại vì ở tập trước mấy bạn có kêu mình làm pháo hoa để bắt cá đi. Mà mình cần giấy. Ok, giấy đây. Và một ít thuốc súng này. Đó, thuốc súng thì mình có bên đây. Đấy, gọi chế tạo thôi. Nó được 9 cái luôn. Vậy mình sẽ gắn vô cây nỏ nha. Rồi, để mình tìm cách coi. Ô, được nè, được nè, được nè. Ok, giờ mình ngủ rồi đã. Ngủ rồi sáng mình qua bên kia rồi đánh bắt cá nha các bạn. Ở trong phiên bản mới này, cái pháo hoa có thể gắn trên cây nỏ các ơi. Rồi, mình sẽ quăng bển rồi dùng cái pháo hoa này bắn coi chết một lần bao nhiêu con cá nha. Mũi tên thì bắn một lần chỉ được một bé cá thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng cái pháo hoa này này. Hy vọng sẽ đánh bắt được nhiều con cá trong một lần bắn luôn các bạn. Cá đâu, cá đâu. Đây, 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 đây. Rồi hôm qua mình chỉ bắt được hai con cá thôi. Rồi ok, giờ mình sẽ nhắm vô nha. Rồi. Piu. Ủa sao không gây đam các bạn? Kỳ thế nhờ. Sao mình dùng cái pháo hoa này mà mình bắn nó không gây đam các bạn? Hả? Mình thử mình lại đây mình bắn cái con mực coi. Để coi còn nào không. Ở đây có con mực nè. Con mực bự này mình bắn thử con mực nha. Nè bắn nó xuyên qua luôn rồi các bạn, chứ nó không có gây đam ấy. Có cách nào để gây đam không ta? Các bạn nào biết cách mà để dùng pháo hoa bắn gây đam ấy thì luôn đừng quên comment ở dưới chỉ mình nha. Mình thử cái này, nó chỉ bắn cái pháo hoa đi thôi các bạn. Đó nó cầm trên tay nè. Ui rồi nè, nó mình sẽ nhắm vô con mực đi. Đó mình nghiệm ngay nè, thấy không? Cúp đấy, nó xuyên qua luôn. Không ổn rồi. Ok, giờ mình sẽ câu thêm ít cá đi rồi qua cái làng để thuộc bột mèo các bạn. Mấy con cá này mình không muốn giết hết đâu, giết hết thì sau này mình kiểu như muốn bắt về trang trí cái sông của mình ấy thì không có để trang trí nữa. Ok, giờ mình sẽ câu thêm cá nha. Ok, cảm ơn. Bây giờ trước khi đi thuần phục mấy con mèo ấy, mình sẽ mở rộng cái bản đồ theo yêu cầu các bạn ở những tập trước ấy. Đó, được cái bản đồ này. Về. Ui. Ui, nó có cái âm thanh kiểu như đang vẽ ra thêm ấy các bạn. Là mình sẽ đi về hướng này để mở rộng thêm bản đồ này. Ok, giờ mình sẽ dắt em ngựa đi chung nha. Về, bản đồ mở rộng được một xíu này. Thấy mỗi ngày mình sẽ mở rộng một tí thôi các bạn. Đó, giờ đi về hướng này xíu coi. Ok, giờ thì đi về hướng này để quay lại khu làng ở phía bên kia luôn các bạn, ở vùng sa mạc đây. Đó. Ok, giờ đi thôi. Ok, cảm ơn. Mình đã đi tới ngôi làng rồi đây. Đấy, bản đồ mình cũng mở gần khuôn đây này. Đó, sắp tới mình sẽ gắn thêm để cho nó bự hơn nữa đây. Mà mình muốn mở ở góc bên trái các bạn ơi. Đó, kiểu bên hướng Tây Bắc ấy. Chứ nó cứ mở về hướng Đông Nam như thế này mình không thích đâu. Tại vì mình xây chủ yếu về hướng Tây Bắc các bạn. Để sau này mình tìm cách để mình mở về hướng Tây Bắc thêm nhá. Ok, bây giờ mình sẽ tìm mấy em mèo đó. Ở đây 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 đây. Đó. Đó 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 đó. Đi ra mấy người ơi, đi ra mấy người ơi. Nó chạy rồi. No 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 no, đứng yên đứng yên đứng yên. Bé mèo ơi. Cá này cá này cá này cá này mèo ơi. Thuần phục mèo hơi bị khó luôn các bạn. Chứ mình đi từ từ lại, kiểu như nó nhát lắm các bạn ơi. Mình mà chạy một phát là nó sợ nó bỏ đi liền. Thấy chưa đó. Em ơi nó không chịu các bạn, kêu nó sợ rồi. Sao nó cứ chạy hoài nhờ. Bé mèo ơi đừng 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 cho cá nè nè cá nè cá nè cá nè. Nó cứ chạy thôi các bạn. Nó cứ sợ sợ cái gì ấy. Mình đâu có đánh nó đâu mà nó cứ nó chạy ra một hồi ra tới ngoài đồng luôn rồi này. Ok, mình sẽ đuổi theo nó mà được. Nó đi đâu ấy? Ở đây tao cho cá nè. Chắc mình phải đuổi nó theo cái ồ kìa 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 kìa, nó lại. Đó. Gì? 5 con cá mình mới thuần phục được em mèo này này. Rồi, đi thôi. Yeah, mình đã có bé mèo đầu tiên rồi. Giờ mình sẽ tìm thêm một bé mèo nữa. Mình nhớ là hai con mèo lông mà ta. Ủa đâu nhờ? Bữa hôm mình gặp hai con lận các bạn.
Ủa ở đây làm nước gì mà nước chảy kinh thế? Ồ. Ủa còn con nữa đâu ta? Ồ con kia chắc đi chơi rồi quá. Hình như cái con làng bên kia vẫn còn mèo hay sao các bạn? Nhưng mà mình quên cái hướng rồi. Ồ, khó rồi nha, khó rồi nha. Ok đi, tập này chắc bắt một bé mèo thôi. Để tập sau ấy mình mà tìm ra lại được ngôi làng ấy thì mình sẽ quay lại đó rồi chúng ta cũng bắt thêm một bé mèo nữa nha. Ok, giờ thì đi về thôi. Có bé mèo về chung rồi này. Đấy, mình nghĩ mèo sẽ tay le theo được các bạn. Rồi, ok, giờ mình sẽ về thôi. Ok cảm ơn, như vậy trong ngày hôm nay Lộc đã bắt được một bé mèo đầu tiên rồi. Và ở tập sau nếu Lộc có tìm lại được con làng ở phía bên kia thì Lộc sẽ bắt thêm một em mèo nữa để về bầu bạn với bé mèo nhà mình nha. Và ok cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Và ở tập sau nếu các bạn có những công thức chế tạo gì mới hay là muốn mình xây vậy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.